If you're happy and you know it, clap your hands, clap, clap. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands, clap, clap. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp, stomp. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp, stomp. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp, stomp. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, do all three, clap, stomp, hooray. If you're happy and you know it, do all three, clap, stomp, hooray. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three, clap, stomp, hooray. Hello students in grade 3 of Nguyễn Thị Minh Khai Primary School. Now we are going to learn unit 8, lesson 2, grammar. Xin chào các bạn học sinh lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Hôm nay để hỗ trợ cho phần tự học ở nhà, cô sẽ hướng dẫn các bạn phần 2 của bài 8 là phần ngữ pháp. Đối với phần này, các bạn sẽ nắm được cấu trúc hỏi và trả lời về thời tiết. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Okay, we will ask and answer about the weather. Chúng ta cùng hỏi và trả lời nhé. Listen and say. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's raining. Put on your sun hat. Don't put on your coat. Bây giờ các bạn hãy nhìn phòng nghe và lặp lại một lần nữa. Listen and say. What's the weather like? It's windy. It's raining. Put on your sun hat. Don't put on your coat. Còn bây giờ là đến phần luyện tập. Các bạn hãy sử dụng cấu trúc vừa học để hỏi và trả lời nhé. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's snowing. What's the weather like? It's sunny. What's the weather like? It's hot. What's the weather like? It's raining. Bài học của chúng ta đến đây hôm nay là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các bạn.